Dùng. Trải qua bao khó khăn thì team của mình mới chạy được từ khu xanh vào tới tháp đồng hồ. Lúc này thì vòng vo chỉ còn khoảng 20 giây nữa sẽ thu lại và team của mình vẫn còn đang mắc kẹt ở đây bởi vì hai team đang giao lưu văn nghệ. Tiếng chân anh luôn rồi này. Mình nghe thấy tiếng chân địch ở dưới nhà. Chạy ra khu vực giữa nhà để đợi thanh niên đó chạy lên trên cầu thang nhưng vẫn chưa thấy đâu. Chủ động đẩy xuống phía dưới thì thanh niên đó lại chạy ngược lên trên tầng 2 chỗ mình vừa đứng. Cầm ngay cây cho con lao thẳng vào, thanh niên này có vẻ như là hơi bất ngờ. 9 viên cho gon để có thể nấp được một thanh niên địch. Cho gon mùa này có vẻ là hơi yếu. Mình bịt ngay quả bóng kẹo bởi vì mình biết rằng còn đồng đội của thanh niên đó lao lên cover. Bây giờ thì mình tha hồ ngồi thưởng thức chiến lợi phẩm mà mình đã vừa giành được. Chạy lên trên khu vực máy bán hàng để có thể mua thêm một vài trang bị thì khá bất ngờ. Mình vừa chạm vào chiếc máy bán hàng thì em thụ lại lên bảng đếm số. May mắn rằng mình vẫn còn đủ tiền để có thể hồi sinh được vị trí của em thụ. Vậy là mình không còn đủ tiền để có thể mua cho mình thêm một cái giáp ba. Mình đã phát hiện ra thanh niên đó đang ngồi lướt đổ phía dưới kia. Một khoảng cách là vô cùng đẹp với cây M60 bắn xẻ nách ở trong tình huống vừa rồi. Đối phương bay màu ngay lập tức. Vòng bo bây giờ đã thu rất xa rồi và chắc chắn rằng con đường phía trước của mình sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Bởi vì mình vào bo muộn, bây giờ số lượng người chơi vẫn còn là hơn 30 người và chính xác là 37, 38 người chơi nữa. Mình kiếm được con xe bắt đầu di chuyển vào trong bo thì bây giờ số lượng người chơi đã lên là 40. Phía trước mặt mình có người hồi sinh và ngay gần mình có người vừa chạy xa. Nhiên chủ động nhảy xuống chơi giáp lá cà. Mình vòng xe ra sau nhà để có tình huống móc lốp phía sau. Thanh niên này chắc chắn là sẽ không thể nào mà chạy được căn nhà 3 phòng. Số lượng địch lúc này vẫn còn là rất đông với vòng bò cũng đã thu lại. Một cái diện tích cũng không còn rộng lớn nữa. Khu dân cư mình cảm giác rằng vẫn còn người. Liên tục di chuyển những góc cửa sổ để kiểm tra xem có những tình huống móc lốp hay không. Thêm một chiếc UAV nữa mình kích hoạt để kiểm tra người. Một con xe máy vừa chạy cắt qua mặt mình. Thanh niên này rất chịu khó chạy đi nhặt xu. Với kỹ năng Misa thì thanh niên đó rất tự tin để có thể thoát ra khỏi khu dân cư. Nhưng mà đâu biết rằng đây là cây M60. Khả năng phá xe của nó là vô cùng tuyệt vời. Bốc hơi ngay lập tức và đó là kill thứ tư. Vẫn còn 32 người chơi nữa trong cái vòng vò gần cuối cùng rồi. Mình phá luôn cái xe 4 chỗ, tránh những cái tình huống mà hồi sinh xuống lấy xe và chạy đi. Phía bên kia thì có vẻ như là một team nào đó trên cổng trời đang ép xuống. Mini đã bay màu. Đổi bên nào em? Mình vẫn thủ rất chắc ở trong căn nhà này bởi vì căn nhà này hoàn toàn ở trong bò. Mặc dù cái vòng bo tiếp theo nó sẽ không thuộc về căn nhà này nhưng mà bây giờ không phải là lúc để có thể di chuyển vào trong bo một cách dễ dàng. Vẫn còn rất đông và chạy vào giữa bo bây giờ thì nó không khác nào là bia đỡ đạn. Và mình đã phát hiện ra một team ở trên cổng trời bắt đầu ép xuống góc trái tay của mình. Vị trí của mình và Nhiên đã bị báo động và chắc chắn rằng mình sẽ cần phải rút khỏi khu vực này một cách nhanh chóng bởi vì số lượng team địch là đông hơn. Rất đen dành cho Nhiên. Nhiên chạy sang phía góc phải và đó là cái hành lang giữa căn nhà gỗ và căn nhà ba phòng khiến cho Nhiên lúc này đã không thể thở nổi. Nếu như vừa rồi mà mình và Nhiên ở lại thì có lẽ rằng mình cũng đã bốc hơi. Mình không thể cứu Nhiên được trong tình huống vừa rồi vì con Skyler đó đá vào thì chắc chắn là bao nhiêu kèo thì nó cũng hết mà thôi. Bây giờ thì còn lại em Thụ đứng ở phía trên ngọn tháp hải đăng kia, liệu rằng Thụ có cover được cho mình hay không đây. Mình phát hiện ra thời cơ, hai thanh niên đứng sau tháp hải đăng sấy ngay lập tức với M60 bốc hơi một tên rồi. Tên thứ hai cũng đã yếu nhưng mà số lượng máu của mình cũng không còn quá nhiều. Quá tuyệt vời với tình huống mà búp máu đến từ vị trí của em Thụ. Mình đã không có phải mất thời gian để ngồi lại hồi lại máu. Phía trên kia Thụ cũng đã vừa làm được một kill quá tuyệt vời. Lúc này mình chạy qua gầm cầu phát hiện ra trên tháp hải đăng thanh niên này vừa bắn mình xong. Ngay lập tức là một tình huống cũng là bắn xẻ nách khiến cho cây M60 nó phát huy được rất nhiều tác dụng của nó. Thêm một tình huống vượt tầm nữa quá tuyệt vời. Bay đầu ngay lập tức và gạt giỏ. Bị KS mất một kill nhưng mà mình cũng KS ngược lại một kill. Số lượng kill bây giờ là 7. Thanh niên đáo trích xanh đứng ở phía bên trên muốn đẩy xuống nhưng mà đây là một cái dốc quá cao. Đẩy xuống đất keo sẽ cực kỳ khó khăn. Vị trí của mình cũng không phải là một vị trí đẹp. Mình sẽ không đứng lại quá lâu. Chạy xuống phía dưới khuất đi cái tầm nhìn của thanh niên đó. Và mình hồi lại một bình máu. Phía sau lưng này cái gầm cầu mình vừa đi đã có người. Trước mặt cũng lại có người. Quay ngược trở lại chơi, thanh niên keo xanh này kích hoạt kỹ năng Iris 2. Viên đạn đi lên đầu bay màu ngay lập tức. Vẫn còn một thanh niên đứng dưới gầm cầu. Và đằng sau mình còn một thanh niên nữa đang mải mê ngắm xuống dưới dòng sông. Kỹ năng Iris vẫn còn hiệu lực. Mình đục căng tay ở trong tình huống vừa rồi. Thanh niên đó cũng đã bốc hơi nhưng mà không có thời gian để cho mình gạt giò vì phía sau lưng thanh niên này chắc chắn sẽ đẩy lên vì vòng bo đang thu lại. Sẽ cần phải cẩn thận trong cái tình huống ngồi xuống bắn M60. Góc ngồi của mình là đẹp hơn. Mình kích hoạt một quả pháo bắn ra phía trước quá tuyệt vời. Và đó là kill thứ 10, quả pháo 10 điểm. Mình chỉ còn lại 21 máu ở trong tình huống vừa rồi mà thôi. Sửa lại cái giáp xuống một bình máu quái căng. Bây giờ thì thời cơ để cho em Thụ có thể xuống dưới. Dưới khu tháp hải đăng bây giờ mình đã clear hoàn toàn rồi. Nam tạm thời nán lại cái chân tháp hải đăng này để có một chút thời gian thở, cũng như là hồi lại một vài cái trang bị như là đạn súng trường, thêm một vòng tròn dono và cái quan trọng nhất đó chính là cái mặt nạ tăng cường.
Sau những tình huống nghẹt thở vừa rồi, lúc này thì Nam đang tạm thời có một góc phải nói rằng là khá đẹp. Cái vòng bóng tiếp theo sẽ thu về giữa thì tất cả các team sẽ đều phải di chuyển vào mà thôi. Lúc này thì ở giữa kia mình đang quan sát, nó sẽ là những cái gốc cây và thêm vào đó là một cái hòn đá. Cái hòn đá ở giữa bò kia sẽ là cái hòn đá đẹp nhất. Mình lên ngay lập tức có xe, đánh con xe vào giữa trung tâm vòng bò và sau đó là khả năng sẽ là phá cháy con xe này. Dừng lại ngay cái hòn đá này, tạo ra cho mình một cái góc để backup. Phía sau thủ đang cố gắng chạy vào và thủ đã bị sấy rồi. Con xe này đã cháy. Mình đứng ở giữa đây cũng sẽ rất nguy hiểm nhưng mình vẫn còn những quả bóng kèo. Mình đã tự tạo ra một góc ngồi khá an toàn. Chiếc xe máy đã cháy. Thanh niên này chủ động đẩy thẳng quả kèo, muốn vào chơi khô máu với mình. Mình đổi sang chế độ shotgun của cho gòn, lao lên nhảy vào trong bóng kèo, kết liễu thanh niên đó chỉ bằng 3 viên cho gòn đầu tiên. Phía bên kia thì em thủ đã bị ép và em thủ lên bảng điểm số. Còn lại là một tình huống 1v2. Chủ động đục kèo ra phía bên ngoài. Một thanh niên đứng phía xa, mình đã phát hiện ra vị trí, kích hoạt kỹ năng Iris và đã bay màu. Cố gắng gạt giò nhưng mà không được, mình đã nghe thấy tiếng chân áp sát đến khá gần. Thanh niên này định chạy lên cứu nhưng mà không được và đó là bù nha. Mình có livestream lúc 22 giờ ở Top Top NPN1ST. Các bạn ghé xem và ủng hộ mình đừng quên like, đăng ký kênh chờ đón và ủng hộ những video tiếp theo.